Rất vui mừng được chào đón quý vị đang đến với giọng đọc xứ cơ hoa trên kênh youtube của Misa USA trong giờ đọc truyện hôm nay. Thương chúc quý vị cùng gia đình có những ngày giữa tuần thật nhiều an yên và tràn đầy sức khỏe. Giọng đọc xứ cơ hoa nơi đây cũng không quên gửi lời cảm ơn sâu sắc đến tất cả quý vị đã luôn quan tâm theo dõi giọng đọc trong suốt thời gian qua. Rất mong được sự tiếp tục thương yêu của quý vị trong thời gian sắp tới. Quý vị ơi, Xin đừng quên hoan hỷ nhấn chuông subscribe đăng ký kênh và giới thiệu cho người thân cùng bạn bè nghe để ủng hộ cho tinh thần giọng đọc nữa nhé. Xin cảm ơn quý vị nhiều lắm. Và giờ đây, giọng đọc xứ cơ hoa mời quý vị cùng theo dõi phần tiếp theo của truyện dài Vợ Thầy Hương của tác giả nhà văn Lê Xuyên. Chúc quý vị có một buổi nghe truyện thiệt là thoải mái. Và không biết con mũi kia đậu ở đâu mà bàn tay của chính thuộc ấn nhẹ lên má của thím hương, nằm yên nguyên ở đó trong một vài giây, rồi từ từ vuốt xuống, vòng theo càm. Thiếm hương vừa hất bàn tay hắn ra, vừa ngửa lên chiếc gối đặt ở phía sau lưng để né tránh, rồi sẵn lẹn cự nữ. Cái anh này kỳ quá hả? Chính thuộc ráng là mặt nghiêm. Coi, tôi đập con mũi mà thiếm hỏng cho nữa làm sao? thím hương trệ môi Xa, bộ con mũi đó nó biết lủi trốn hàng sao mà anh phải rượt dí trên gò má của tôi vậy chính thuộc cười rè thì tôi phải chà nhẹ nhẹ như vậy chứ chẳng lẽ đập đại một cái bốp hàng sao thím hương làm ra vẻ chanh chua cũng may là nhà này không có rẹp Chứ nếu mà có chắc anh dám đòi bắt theo cái kiểu anh đã đặt mũi vừa rồi đó nữa à. Chính thuộc thích chí cười vang, rồi chẳng nói chẳng rằng, Nhoai người tới ôm ngang lưng thiếm hương hôn như mưa bất trên tóc, trên má, trên tay, trên càm, những cái hôn như muốn hít bức da thịt. Thiếm hương cố nhoai đầu ra, giọng của thiếm vừa nũng nịu vừa năn nỉ. Khoan một chút đã anh chính! anh làm cấn đầu đau thấy mồ người ta đây nè. Chính thuộc còn ráng hôn vớt một hơi dài trên cổ trắng cao của thiếm hương để nghe rõ những mạch máu đặt bừng bực dưới làn da bắt đầu ham hấp mồ hôi ấy. Hắn ta ngồi thẳng lại, một tay đưa lên đỡ lấy đầu thiếm hương nhấc lên, một tay dơ lên đánh mấy cái liền vào thành chỏng để đả đớt hài tội y như các bà mẹ đánh bù vào cạnh bàn, góc ghế đã làm cho con mình đụng u đầu hay vấp té ngã vậy. Cái chỏng, chết bầm này, ai biểu mày làm cấn đầu cưng của tao hả? Đoạn, hắn ta nâng niu đặt thiếm hương nằm yên trên gối, rồi hấp tấp hỏi luôn. Để anh bước xuống sạch mụn nha. Thiếm hương chặn ngang. Cha, yeah mới ràng ràng ở đây mà anh học ở đâu ra mà xưng anh một cách nghe ngọt sớt như mấy lùi vậy chính thuộc rón rén bước xuống chậm vói lên buông mùng xuống rồi ló đầu vô cười đáp thầy học ở cưng đó chứ học ở đâu nữa anh ta thấp giận nói nhanh thôi khuya lắm rồi để anh đi tắt đèn ngang cưng chính thuộc định quay đi thì thím hương đã ngồi rột dậy hớt hại kêu giật ngược lại Khoan đã anh chính. Chính thuộc câu mày như có vẻ không hiểu. Coi, sao lại khoan? Thiếm hương cúi mặt xuống, đưa tay níu lấy một mớ đuôi tóc sổ ra phía sau lưng để mân mê trong lòng bàn tay, rồi ấp úng lên tiếng. Anh chính, anh, anh đừng có giận tôi tội nghiệp. Thôi để khi khác mà anh. Chính thuộc nhăn nhó chắc lưỡi, Thiệt gờ, mụ nội tôi cũng không có hiểu gì hết. Thì mới vừa đó sao bây giờ lại khoan cả. Lần đầu tiên thím hương xưng em. Anh chính, không phải em tiếc cái gì hay là muốn làm ngặt gì, làm eo gì, anh điều gì. Nhưng em nghĩ mình làm coi cũng kỳ quá. Kỳ cái gì mà kỳ? Thím Hương tìm cách trả lời trớ đi. Việc đó mình nên để thủng thẳng sau này Có trễ đâu anh Chính thuộc giơ hai tay ra để phân bua Coi em nói cái gì mà quanh co như vậy Trước hay sau gì thì nó cũng vậy thôi Chứ bộ um... Thiếm hương gượng cười đáp Thì phải rồi Nhưng anh nghĩ tới hoàn cảnh trắc trở hiện nay của em đi Không phải em dám tiếc một chút bẻo chút beo gì đói anh đâu chính thuộc bực dọc ngồi mạnh xuống mép chẳng. Hoàn cảnh trắc trở là làm sao? Bây giờ em ở đây em ru chứ có gì nữa đâu. Thiếm hương thở dài. Ha, em muốn nói trắc trở là trắc trở về chuyện khác kia kìa. Chuyện của anh Tư đó. Anh Tư ảnh chết queo well rồi mà em. Còn anh, anh sống ngăn răng đây nè. Thiếm hương mỉm cười. Thì đó, anh tư ảnh mới qua đời nên giàu sao em cũng phải nghĩ đến ảnh chút đỉnh chứ mới ràng ràng đây mà em à, hấp tấp bức ngang như vậy thì coi cũng kỳ chính thuộc ngồi lặng thinh mặt quạo đeo bỗng hắn ta phát cười rang rồi dây qua hỏi thím hương <laughs> anh nói cái câu này không phải để chăm chích gì em nhưng em thử nghĩ lại coi hồi thầy hương quảng còn sống sờ sờ ra đó, đó rồi kế thầy lâm nạn mãn phần hồi đó em đâu có giữ kỹ như vậy liếc thấy thím hương cúi gầm mặt xuống hắn ta dịu dàng nói tiếp thôi mà em thời buổi này mình cũng nên xính xái bớt đi cuộc đời đã khổ nhiều rồi thì mắc mớ gì mình lại còn ép thân hành xác thêm nữa thím hương vẫn không nói năng gì hết gian nhà bỗng trở nên lặng lẽ một cách lạ lùng ngọn đèn dầu bỗng như sáng tỏ hơn lên và bên ngoài gió đồng vẫn thổi rì rào trên những tàu lá chuối tạo thành một thứ tiếng thì thầm bất tận thím hương chợt rùng mình và chính thuộc cố nén bớt hơi thở dồn nhưng cũng không khỏi hồi hộp nhìn sững người đàn bà tuy quá quen mặt mà sao trong đêm nay lại như quá mới lạ đối với hắn ta từ mái tóc đen nhánh đổ xỏa ra phía sau lưng từ đôi mắt sâu thẳm như che giấu bao điều bí ẩn từ đôi lông mi chớp lia như bối rối như cam chịu từ mấy hàng khuy áo giàu sâu lệch nhưng không buồn che giấu sự thiếu vắng của chiếc áo lót mình hường lợt chật bó mọi khi từ chiếc quần lạnh mướt rượt tự nhiên chính thuộc đâm ra lúng cuốn một cách bất thường hắn nghiêng đầu ấp úng hỏi nho nhỏ, nhỏ thím hương anh đi dặn bớt ngọn đèn xuống hay là tắt luôn ngang em thím hương hơi nhíu mày nhìn ra phía ngoài mùng và vẫn giữ lặng thinh chính thuộc lặp nhanh lại câu hỏi cũ và tiếng thì thầm của hắn ta như hòa lẫn với tiếng gió rì rào trong đám chuối sau hè sự im lặng của thím hương làm cho chính thuộc vừa sốt ruột vừa bực mình mấy lần hắn ta nóng nảy nhóm người ngồi lên rồi hậm hực ngồi phịch xuống mắt lom lom canh chừng mọi cử động nhỏ của thím hương bỗng thím hương thở hắt ra một hơi dài với tay đại chiếc gối tay bèo xích vô trong rồi nằm lăn xuống chiếu quay mặt úp vô phía vách chính thuộc mừng rỡ giơ tay ra định khều hỏi thím hương một lần nữa nhưng rồi lại thôi vạt sau của chiếc áo túi thím hương lật vén lên trên để lộ cả một phần eo thắt của tấm lưng thon và cố nhiên cả phần no bầu của chiếc quần lạnh đen láng mướt Tự nhiên, chính thuộc thấy khô gắt nơi cổ, như khi ăn mắm suốt ngày mà không được uống vô một nhiễu nước nào vậy. Không suy nghĩ gì nữa, hắn ta rón rén bước xuống trọng, hấp tấp chạy tới cây miệng thổi tắt phục ngọn đèn, rồi bương bả trở lại, bò rột lên trên chỏng nằm xuống bên cạnh thiếm hương. Hắn ta đặt tay lên vai thiếm, kéo nhẹ về phía mình. Thiếm hương theo đà bàn tay ấy nằm ngửa trở lại một cách quá ngoan ngoãn, không cưỡng rị lại mà cũng không vồn vã xoay theo. Đó là điều làm cho chính thuộc không ưng ý. Hắn ta phải khựng lại một chút rồi mới ôm ghì lấy tấm thân mà hắn hằng mơ ước với những giờ phút như thế này. Nhưng da thịt kia sao không gận chút nào niềm hứng cảm. Trong vòng tay chính thuộc, thiếm hương có vẻ xa xăm, quá lạ lùng. Chính thuộc bực tức, ngẩng đầu lên và nghiến răng trong bóng tối nhưng rồi hắn ta bỗng mỉm cười thở ra một hơi dài khi chợt hiểu một tâm trạng bỗng nhiên của thiếm hương và thấy rằng mình phải cần trì trí một cách tỉ mỉ và khéo léo hơn nữa. Hắn ta vốn là một thứ đàn ông nhiều tự ái trong mọi việc. Làn da mát rượi mềm mại ban nãy đã bắt đầu nóng hổi và săn vo. Thiếm hương quờ quạng đưa tay xô sửa lại chiếc gối, nhưng rồi buông vật xuống mặt chỏng. Mấy ngón tay như muốn bám víu vào một cái gì Nhưng rồi lại để bươn cài trên lằn lát chiếu Mấy tiếng thằng lằn chắc lưỡi trên trần nhà nghe rõ mồn một Cũng như tiếng kẹo kẹp của đám chuối đục khoét trong mớ kèo tre Nghe như không bao giờ dứt thím hương nới lỏng vòng tay để xoa vuốt nhẹ nhẹ Gần như là mân mê dọc theo đường lưng của người tình mới Và chính thuộc chùi mặt trong mớ tóc thơm dịu buông xỏa trên mặt gối như muốn ngủ thiếp đi. Như mọi đêm, đêm nay sân nhỏ cũng thơ thẩn ngồi trên khúc củi khô để hút thuốc liền miệng và đập mũi liền tay. Nhiều lúc, anh ta thấy mình vô lý nhưng vẫn cứ chần chờ ở đó mãi cho đến lúc chính thuộc hiện ra trên đầu thang tre là anh ta vọt đi về trước để tránh khỏi gặp hắn ta. Bởi vậy đêm nay, khi nhận thấy ánh đèn trên sàn nhà tắt khá lâu ớn rồi mà chính thuộc vẫn chưa xuống sơn nhỏ lừng khừng đứng lại đó ngó mong lên phía trên ấy mãi một lúc sau như quá chán ngán và bực bội một cái gì sơn nhỏ nhún vai thở ra rồi tiện chân đá mạnh vào ngọn cỏ tưởng tượng đoàn lùi lủi đi trở về nhà anh ta mới đi được ba bước thì chợt nghe tiếng cọt kẹt liên hồi như tiếng chân ai nhún nhảy hoặc bước nhanh trên mấy nấc thang tre sân nhỏ tưởng chính thuộc ra về nên quay phát lại nhưng không sân nhỏ ráng nhìn kỹ chiếc thang tre vẫn trơ trơ ra đó và gian nhà sàn vẫn còn tối om om sân nhỏ nhăn mặt bỏ đi thẳng một nước như không còn muốn nghe lọt thêm một tiếng động một tiếng ú ớ lạc giọng nào khác nữa về đến nhà sân nhỏ nằm lăn ra trên nóp anh ta cố nhắm mắt, ép dỗ giấc ngủ, nhưng thỉnh thoảng lại ngóc đầu ngó chừng về phía cửa ngõ. Mãi một lúc lâu sau, vì quá mỏi mệt, anh ta ngủ thiếp đi. Tiếng mấy con gà nòi đập cánh phành phạch và gái vang dội ở phía sau hè, làm cho sân nhỏ giật mình tỉnh giấc. Tông nóp chui ra. Anh ta vừa dụi mắt, vừa ngó liền về phía chiếc sạp tre nơi mọi khi chính thuộc vẫn nằm ngủ ở trên ấy, vẫn còn trống trơn, và chiếc mùng một nóc gian sẵn vẫn còn cuốn lên y nguyên như hồi đầu hôm anh ta đứng chống nạnh hậm hực nhìn sững chiếc sạch tre y như là nhìn một tên tội phạm gì vậy vừa lúc ấy chính thuộc cũng lọ mọ về tới chưa chi hắn ta đã bô bô hỏi sân nhỏ sao bữa nay em thức dậy sớm quá vậy em sân nhỏ lừ lừ quay ra soi mói nhìn lại chính thuộc rồi ầm ừ đáp À, cũng sáng bẩn rồi Chính thuộc liếc nhanh về phía sập ngủ của mình Rồi sẵn lẻn bảo Sơn nhỏ Sao, hồi tối em không có leo lên chỗ của sập mùng của qua Mà xuống ngủ cho khỏe Sơn nhỏ cười mũi à, Ai biết đại ca gì hay không Chính thuộc đành cười trừ à, Rồi hắn ta vui vẻ cho khỏa lấp đi Đó, em thấy qua tài hay chưa qua nói thế nào cũng êm mà Sơn nhỏ gật gù đưa đẩy Cái đó thì tôi thấy dư rồi Ủa sao chú mày thấy rồi Bộ hồi hôm chú mày rình qua hả Sơn nhỏ mỉm cười Ai mà thèm rình đại ca Khi không tôi thấy như vậy mà Với lại đại ca không về đây ngủ là người ta dư biết rồi Chà chắc suốt đêm qua hai ông bà lu bù Tối trời tối đất hết phải không chính thuộc cười khà giơ tay thổi mạnh vào vai sân nhỏ thằng nhỏ này hỏi một câu rắn mắt quá ta gặp tai qua thì cả cái nước đá cũng phải tan liền chứ đừng có nói gì cái thứ ơi đã từng nếm mùi đời và còn thòm thèm trong bụng như thím hương đây sơn nhỏ ấp úng hỏi lại rồi đại ca tính sao nữa đây chính thuộc hãy hạ đáp thì còn tính cách nào nữa sẵn cái đà này thì qua ráng tới luôn chứ đến khi nào muốn gian ra thì sẽ tính sao bây giờ đã tới cái lúc khỏe ru mà em sơn nhỏ có vẻ như còn thắc mắc nghe đại ca nói cái gì coi cũng dễ ợt hết à chính thuộc thản nhiên trả lời ở đời mà cái gì mình muốn dễ thì nó dễ tuốt lút còn mình muốn kiếm chuyện khó khăn thì nó khó tới hoài em cần tập theo cái tánh của hoa mới được chứ cái gì em cũng đem chôn vô trong bụng để nghĩ tới nghĩ lui cho nó xanh lằn nhằn thêm ra mà rốt cuộc rồi chỉ có một mình em lãnh đủ chứ thiên hạ họ vẫn sống sởn sơ vẫn ăn mỗi bữa năm sáu chén cơm như thường á sơn nhỏ cười khì ờ <laughs> à, để tôi cũng ráng tập coi mà có lẽ tại trời xanh tánh tôi như vậy á chính thuộc trời môi khỉ họ em đừng có đổ thừa cho ông trời ông kiện chết đó đà nói đến đây chính thuộc bỗng nhăn mặt đưa tay xoa lấy bụng Chà, sao hôm nay kiến cắn bụng sớm vậy nè sưng nhỏ nhướng mắt lên sao vậy đây ca chính thuộc cười xòa bộ cha nội tính hỏi móc lò hả mà chú em chưa có đủ uh, tài để biết uh, đói như vậy đâu thôi em chịu khó đi hối mấy đứa nó nấu cơm cho sớm sớm một chút nha ờ à, em kêu tụi nó bắt dài con gà làm thịt ăn cho nó đỡ khổ coi chứ mấy bữa rày cứ nít ba cái mắm kho quẹt xót ruột thấy mẹ bữa nay mà tụi nó còn dành cho qua cái món đó nữa thì chắc qua hết làm ăn gì nổi được á à khi nào làm gà rồi nhớ chặt đem qua chơi thím hương một phần đấy thím xào sáu gì đó thì tùy ý mà em chịu khó lãnh nhiệt mang qua bển chứ đừng có để cho ba cái thằng mắt gió đó chàn rạng ở bển nha sơn nhỏ mỉm cười gật đầu ừ đại ca khỏi dặn tôi cũng biết mà chính thuộc cao mày nói thêm còn cái thằng hưng quắn nữa làm cái gì mà hễ ăn no rồi nó cứ xách cây đờn guitar thùng thiết bể của nó ngồi ở dưới gốc dừa gần chỗ nhà sàn của thím hương từng tấn tưng từng tấn tưng ba câu giọng cổ trật nhịp nát bấy hết hoài vậy bộ nó tính là mà thạch sanh tình tan tích tịch tình tan để dụ thị công chúa xuống thang chắc à sưng nhỏ cười ngất <cười> đại ca cũng phải để cho em út nó mùi mẫn đôi chút chứ có mất mạo đâu mà đại ca sợ qua mà sợ cái khỉ gì ai chim trời cá nước thằng nào giỏi bắt được thì hưởng có điều qua không có muốn tụi nó lộn xộn rồi làm mất trật tự thím hương thím thấy được á thím chê cười anh em bọn mình vậy mà rồi như chợt không muốn để cho sân nhỏ kiếm cách hỏi ngắt ngoéo nữa chính thuộc bỏ chạy lại sạch tre nhào lên nằm trên một cái rằm rồi vừa vươn vai vừa ngáp dài ờ thôi bây giờ tới phiên qua ngủ cơm nước xong á lê cho qua dậy ăn liền ngay sân nhỏ Sơn nhỏ ừa một tiếng rồi nhún vai quay ra khỏi cửa. Sơn nhỏ bước lên tới trên đầu thang tre, ló mặt vô phía trong và rụt rè lên tiếng hỏi. Có thím hương ở trỏng không vậy hả thím hương? Thím hương đang còn nằm nướng trong chõng tre vội chui ra, vừa đi vừa bới tóc. À, anh Sơn nhỏ, anh qua có việc chi sớm vậy? Dạ, tôi tôi tưởng thím thức rồi, Thiếm Hương vội hấp tấp gài lại mấy chiếc khuy áo còn để hở và sẵn lẹn đáp. Tôi cũng thức lâu rồi mà anh. Chợt thấy sân nhỏ tay cầm một gói lá chuối xanh, Thiếm vội hỏi. Chắc anh đem qua cho tôi món gì nữa đó phải không? Sân nhỏ lúng túng ngó xuống gói đồ. Dạ, không phải của tôi. Anh chính ảnh biểu tôi đem qua cho thím thịt gà dùng lấy thảo thím hương vồn vã đỡ lấy gói lá chuối thiệt anh chính ảnh hai bài đặt quá chừng hả à. đồ ăn hiếm thì mới bên này chứ có thiếu thốn gì đâu mà ảnh cứ cho hết món này tới món nọ hả à. Sơn sân nhỏ chỉ biết cười gượng dạ thím hương đem gói thịt gà vô cất trong bếp rồi quay ra vừa đưa tay ngoắt sân nhỏ vừa đon đã gọi anh ta mời anh vô trong nhà chơi chứ làm gì đứng đó hoài vậy hay là anh không có được rảnh? Sơn nhỏ lắc đầu lia lịa. À, không, tôi tôi có mận cái gì đâu. Tuy nói thế, Sơn nhỏ vẫn còn đứng lựng khừng ở ngạch cửa. Thấy vậy, thiếm hương nhoãn miệng cười. Vô đi, bộ anh sợ ai ăn thịt ăn cá anh sao hả? Giọng thiếm hương kéo dài một cách nhão nhẹt khiến cho Sơn nhỏ thêm lúng túng. Anh ta mon men lại đứng bên cạnh bàn, ngượng ngập bẻ mấy cái lóng tai nghe rôm rớp rồi hết nhìn nóc nhà đến vách nhà và cuối cùng tầm mắt của anh ta ngừng lại nơi chiếc chõng tre còn văng mồm sùm sụp, sụp mền gối sọc sệt lung tung tự nhiên sơn nhỏ hơi cau mặt chợt bắt gặp cái nhìn ấy của sơn nhỏ thím hương vội chạy lại vắt mụn lên dọn gối xếp mền rồi dây qua cười sảng lẻn bảo với sơn nhỏ à, hồi tối á, Bị tôi thao thức hoài ngủ không có được nên dậy có hơi trễ. Sơn nhỏ ngó xuống đất đáp lơ lửng một câu. Dạ, hồi tối anh chính ảnh đi đâu cũng về trễ quá. Thiếm hương ngượng ngập, buông hai tiếng. Vậy hả? Rồi kính đáo liếc nhìn sân nhỏ như dò xét. Anh ta nói lỡ một câu đó rồi cũng đâm ra lúng túng, đưa tay vuốt dọc theo mép bàn. Thiếm hương lại lên tiếng kéo ghế ngồi chơi anh anh thứ mấy để tôi kêu cho tiện chứ cứ nhẹ tên anh mà réo hoài kỳ quá à dạ tôi thứ năm mà thím cứ kêu đại tên tôi cũng được mà thím hương chắc lưỡi ấy không biết thì thôi chứ biết rồi thì phải kêu cho phải phép chứ mà anh ngồi xuống đó chơi đi chứ làm gì mà xón rón như cậu trai đi làm rễ như vậy Sơn nhỏ, dạ. Một tiếng nữa rồi lập cặp kéo cái ghế ra ngồi thẳng băng ở mép. Thiếm hương bước tới, vách rút cái cây lược đoạn trở lại ngồi xuống chậm, sổ tóc ra vừa chậm rãi chải tóc vừa liếc xéo sơn nhỏ, miệng cười chúm chím, dường như là thích thú soi mói những cử chỉ ngượng nghịu của anh này. Sơn nhỏ bỗng nhích ghế ra đứng dậy lắp bắp nói, thôi để à, tôi tôi gì à, Thiếm Hương buông lượt xuống. Coi sao mà gấp vậy? Anh nói anh không có mắc công chuyện gì hết mà. Ở ngồi chơi một chút chứ mấy thở anh mới lên nhà này. Sơn Nhỏ lại ngồi xuống, ngó mong ra phía nơi cửa cái. Thím Hương tìm cách gợi chuyện. Sao mà tôi thấy anh ít lên đây chơi quá vậy? Sơn Nhỏ gượng cười đáp. À, dạ, dạ tôi không có việc gì cần hết á. Thiếm hương cười xòa, ngắt ngang Bộ anh lên đây nói chuyện chơi không được hay sao Mà phải đợi có chuyện cần lẫn Rân nhỏ nhúng vai Tôi có biết chuyện khỉ gì đâu mà nói Lạ không á, thiếu gì chuyện Chuyện của anh nè, chuyện thiên hạ ở đây nè Nhiều lúc tôi ở đây quanh đi quẩn lại thôi, thủi một mình Buồn á thiếu điều chịu hết muốn nổi hả ngặt ở đây lại không có hàng xóm láng giềng nào hết ráo chỗ gì mà kỳ quá à. sơn nhỏ cười đáp dạ chỗ này như vậy đó tụi tôi sống thét rồi cũng quen thím hương thật thà hỏi lại sao mà anh không có đi chỗ khác đông vui hơn sơn nhỏ trợn mắt y trời ơi đi chỗ khác hết rồi để chết chùm cả đám sao Tôi nói là riêng phần của anh kia kìa. Sơn nhỏ thở dài. À, phần của tôi cũng vậy. Nếu mà hồi đó tôi đi chỗ khác được thì vô đây làm gì? Vậy anh tính đeo đuổi theo cái nghề này hoài hay sao? Sơn nhỏ mỉm cười chui chát mà không nói năng gì hết. Thiếm hương vội tìm cách nói lảng ra. Tôi coi bộ anh chính ảnh trọng anh lắm. Phải không anh năm... Dạ phải Mà anh à Anh cũng có vẻ quý ảnh lắm à Tôi trọng ảnh thiệt tình chứ có vẻ khỉ gì Sao vậy anh Thì tại ảnh thương tôi chứ còn tại sao nữa Thiếm Hương mỉm cười. cười. Ở đây có cả chục người khác Nhưng tại sao anh chính ảnh lại chấm có một mình anh Tôi không có biết nữa Thiếm Hương vừa bước lại dắt cây lược trả về chỗ cũ vừa nói. Anh này kỳ thiệt à. Hỏi anh cái gì anh cũng không có biết hết à. Toàn thím thản nhiên cầm lấy tấm gương móc treo trên cột xuống để vừa xăm soi vừa vén vuốt mấy sợi tóc còn buông xòa xòa trên trán và khi thím quay ra gương mặt thỏa mãn một cách rạng rỡ của thím làm cho sân nhỏ thấy khó chịu vô tình thím hỏi lại anh ta Bộ anh khó chịu ở trong mình hay sao mà tôi thấy anh nhăn nhó như khỉ ăn gừng vậy? Sơn nhỏ cười gượng. Không. Thiếm hương bước ra đứng nơi ngưỡng cửa, ngó mong ra tứ phía, rồi vui vẻ kêu lên. cha bữa nay trời tốt quá ha. Mấy bữa rài mưa liên miên thiệt cây rầu thúi ruột hả? Ánh sáng ban mai bên ngoài ùa chiếu vào làm cho vóc vạc của thiếm hương càng thêm lồ lộ. Sơn nhỏ không dám nhìn lâu về phía ấy nữa. Thiếm hương chậm chạp đi vô, chậm chạp một cách gần như là uốn éo, nét mặt của thiếm càng thêm tươi rói. Thiếm bước lại dựa lưng vào cột nhà, nhìn sơn nhỏ với một vẻ gần như là thương hại. Sao mà không có nói năng gì hết vậy anh Năm? Bộ có chuyện gì buồn hả? Anh nói cho tôi nghe có được hay không? Sơn nhỏ sẻn lẹn lắc đầu tôi có chuyện gì buồn đâu Thiếm hương ngó xéo anh ta cười mẫm mỉm anh đừng có giấu tôi tôi liếc sơ quá là tôi hiểu hết à sơn nhỏ hơi cau mày vậy chắc à, thím đi guốc ở trong bụng tôi rồi á tôi nói chơi bộ anh giận hả sơn nhỏ hấp tấp đáp ê không có đâu tại tôi à, không có chuyện gì buồn ráo trơn thiệt mà thím Thiếm Hương chết miệng rồi thấp giọng hỏi anh ta thêm. Bộ anh tính ở như vậy hoài sao? Sơn nhỏ miệng cưỡng đáp. Thì tôi đã nói tôi đi chỗ khác không có được mà thím Thiếm Hương cãi lại liền. Tôi nói ở như vậy là ở một thân một mình á. Bộ anh không có tính lập gia đình như mọi người khác hay sao? Sơn nhỏ cười thành tiếng. Bộ thì muốn ngạo tôi sao chứ? Cái thân của tôi còn lo chưa xong đây nè. Nói vậy anh cứ sống như vậy cho tới già khú đế hèn sao? Sơn nhỏ nhún vai. Ôi, để tới đâu thì tới đó chứ hơi sức đâu mà lo cái chuyện trên trời dưới đất không biết à. Anh nói nghe sướng không á? Tôi sợ lâu ngày chài tháng rồi anh chịu hết nổi chứ. Sơn nhỏ không nín được cười. <cười> thêm lạm như thêm mà rành tôi hơn tôi nữa. Thiếm hương gật gù. Có lẽ đúng đó anh. Rồi giọng của Thiếm trở nên bí hiểm. Thì thôi, anh nói vậy tôi cũng ráng tin thử một chuyến thử có làm sao. Nhưng à, tôi chắc không có lâu đâu anh ơi. Sơn nhỏ nhìn sững Thiếm Hương trong một vài giây rồi kéo ghế đứng dậy. Thiếm Hương hỏi chận trước. Bộ anh tính đi về nữa phải không? Dạ. Thiếm Hương đưa luôn theo một câu nữa mà phen này á tôi không có cầm anh lại đâu à nghe sơn nhỏ càng thêm lúng túng dạ thôi tôi trở về bển ngay tiếp vừa nói sơn nhỏ vừa hấp tấp bước ra cửa như sợ phải nghe thêm những lời nói móc ngoéo xa xôi của thím hương nữa những lời nói mà anh không sao chống đỡ được hoặc đưa đẩy cho xuôi được đợi cho sơn nhỏ vừa đặt chân xuống mặt đất thím hương kêu giật ngược anh ta lại anh Năm, anh Năm. sưng nhỏ đứng khựng lại và nhăn nhó hỏi. Chi nữa thím? Thím Hương làm bộ cự nữ. Làm cái gì mà anh quạo đeo vậy hả? Rồi thím mỉm cười đon đã nói tiếp. Lúc nào rảnh thì anh lại đây chơi nghe anh. Hay là anh để tôi mời anh ba lần bốn lượt nữa hả? Sưng nhỏ ấp úng đáp. Dạ được mà thím. Thôi tôi về luôn nghe thím. Thiếm Hương cười rộ lên, làm cho anh ta mắc cỡ, hấp tấp đi thẳng một nước. Đi được một đổi, sân nhỏ ngừng lại thở và len lén ngó ngoái lại phía cửa nhà sàn. Thiếm Hương không còn đứng ở đó nữa, mà tự nhiên Sơn nhỏ đâm ra, bực mình một cách ngang xương. Anh ta vùng vằng trở về bên chỗ trọ.